Hello, Phương VV xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật tốt lành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Phương VV. Hôm nay Phương VV có xem video của Trang Lê quay về thông tin của chú Xuân và anh Mía. Trước tiên, Phương VV muốn phân tích về chú Xuân. Chú là người mồ côi, không nơi nương tựa. Người Việt chúng ta có tinh thần tương thân, tương ái và giúp đỡ chú. Và thật sự, những người bị điều khiển bởi nàng Ti Nâu thì khó sửa đổi họ. Hiện tại, Trang Lê đang muốn chăm sóc chú Xuân, muốn đẩy hàng Cali ra ngoài và phản đối việc hàng Cali quay chú Xuân ở ICU. Thì phòng ICU chính là phòng chăm sóc đặc biệt. Phương VV không hiểu sao lúc trước cũng có một lần hàng Cali đã quay ở bên trong phòng ICU và đã bị Trang Lê nắm cán và bây giờ lại dẫm lên một lần nữa. Và lần này phải rút kinh nghiệm mới được nhé hàng Cali. Phương VV biết đây là khi mà ý kiến thì hàng Cali cũng không có thích. Nhưng mà Phương VV nói rằng hàng phải thận trọng để tránh những sơ hở. Mà khi có những cái sơ hở thì họ sẽ tấn công hàng Cali một cách rất dễ dàng. Và bây giờ họ đã có một nhóm người chứ không phải một mình. Họ có cả một nhóm người lần, cho nên phải suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa lên video. Và Phương VV thấy rằng Trang Lê đang rất là vui khi nắm được sơ hở của Hằng. Và sức khỏe của chú Xuân chưa ổn cho đến nay. Thì lúc trước thấy chú Xuân rất yếu, nhưng lần sau thấy chú Xuân khỏe lại và nghĩ rằng chú Xuân sẽ ổn. Nhưng mà bệnh tình của chú Xuân hiện tại bây giờ vẫn chưa có ổn, cho nên phải cấp cứu một lần nữa. Và bây giờ Trang Lê đang rất vui khi sắp đá hàng được ra ngoài. Thì thôi thì theo Phương VV thì hàng Cali cứ để cho Trang Lê lo cho chú Xuân. Và Phương VV khuyên hàng hãy bình tĩnh. Lòng tốt của con người có thể không được đón nhận mà nó hại đến bản thân. Và Phương VV nhớ lời lúc xưa mới qua Mỹ có một chú lớn tuổi dặn dò rằng khi đi ngoài đường thấy một cái đứa con nít bị té thì hãy để cho cha mẹ chúng giúp đỡ chúng đứng dậy. Mình đừng có bao giờ mà giúp chúng, bởi vì điều đó là một điều tốt. Mình có thể là giúp họ nhưng mà cha mẹ chúng sẽ đổ thừa là mình đang làm cho con họ như vậy, cho nên là mình sẽ bị rắc rối. Thì chú có nói là xứ sở thì này nó rất là văn minh, nhưng mà có những cái nó bất cập, mình muốn giúp mà cũng không nên giúp. Trường hợp của chú Xuân bây giờ nếu có Trang Lê giúp đỡ thì Hằng hãy rút lui để Trang Lê giúp đỡ và Hằng không có bị phiền phức. Thì đây là một vấn đề về tranh giành độc quyền của Trang Lê. Vì sao Phương VV nói vậy? Bởi vì hiện tại bây giờ là anh Mía là chỉ độc quyền Trang Lê được quay video. Không, Trang Lê đã giúp anh Mía gọi cảnh sát và bây giờ làm cái report là hàng Cali không được đến gần anh Mía nữa. Thì bây giờ chỉ có Trang Lê được quay anh Mía mà thôi. Thì chính vì vậy cho nên Phương VV mới nói là Trang Lê muốn độc quyền. Không? Và hôm nay là Trang Lê có quay video anh Mía và nói anh Mía vẫn khỏe. Nhưng mà thật sự thì thấy anh Mía nói chuyện rất là ngượng ngạo. Và Trang Lê làm đủ mọi cách để hàng Cali không được gần anh Mía. Không quay video Mía. Và Phương VV hy vọng rằng anh Mía có một cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Và bây giờ Trang Lê muốn độc quyền cả chú Xuân. Trang Lê không muốn ai được quay chú Xuân cả. Mặc dù Trang Lê không có giúp chú Xuân, trước kia là hàng Cali là người đã giúp chú Xuân rất là nhiều điều. Nhưng mà hôm nay Trang Lê lại lên bệnh viện tố cáo hàng Cali và bây giờ không cho ai đến gần chú. Và Trang Lê nói là chỉ có Trang Lê được có cái mã số đó thì Trang Lê mới được phép vào đó thôi. Thì bây giờ Trang Lê nói ai muốn thăm chú Xuân thì phải gọi đến Trang Lê. Thì vấn đề này chúng ta nghĩ đến vấn đề là độc quyền chứ còn gì nữa. Thì Phương VV cũng có lời khuyên tới hàng Cali là thôi cứ để Trang Lê lo tất cả.
không cần, lòng tốt của mình đã đến đó là quá mức rồi. Thì cái lòng tốt của con người nó cũng có giới hạn. Hằng Kali hãy bình tĩnh để giúp đỡ những người cơ nhỡ. Những cái việc tốt thì có rất là nhiều người ủng hộ, cứ để thời gian trôi qua rồi việc làm nào tốt, nào việc làm nào xấu cũng sẽ có kết quả. Hiện tại bây giờ Phương VV nghĩ là duyên của Hằng đối với anh Mía cũng như là chú Xuân đã hết, thì cứ thuận theo tự nhiên và thời gian sẽ trả lời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.